Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện mô tơ điện. Video hôm nay em xin giới thiệu đến các bạn một cái hộp số tiến lùi bằng xích đảo chiều. Đây nguyên lý hoạt động của nó rất là, thằng này thì nó có 3 số này, tiến này, số mo này, các bạn nhìn cái phần chuyển động này đấy, đây là số lùi này đấy. Số lùi khi các bạn quay đây thì thằng này nó sẽ quay này, thì tỷ số truyền của thằng hộp số lùi đây, em điều chỉnh cái này lên nhé. Thì khi mình quay hộp số lùi thường thường nó sẽ chậm hơn này, một vòng này, hai vòng này đấy. Thì hộp số lùi thì nó sẽ giảm đi một hai lần rưỡi, thường thường bao giờ cũng vậy, hộp số lùi nó sẽ giảm để nó khỏe, các bạn lùi nó sẽ dễ. Còn đây là số mo này, số mo các bạn quay trơn này. Còn đây là số tiến này, tiến thì nhiều khi đấy nó dắt số thì mình phải đặt số. Thì thằng số tiến đây, thằng số tiến thì tỷ số truyền của nó là gần như là 1:1 nhé. Đấy, đây này, khi các bạn quay này chính giữa thì thằng này nó gần như là lên này đấy. Thì thằng này tỷ số truyền nó gần như là 1:1 thôi, thằng này 1:1/4 thì thằng này là quay một vòng này đấy. Đây là đầu vào, đây là đầu ra, cái này tỷ số truyền 1:1 nhé. Cái này nó rất là tiện để các bạn dùng dây các bạn sang số này. Cái này rất là gọn nhẹ, và cái này nó là hàng nhập khẩu của nhà sản xuất chứ nó không phải là hàng tự chế, cho nên là độ bền nó sẽ cao hơn nhiều. Cái này là cái phần cần căng chỉnh xích, đây là những cái con ốc bắt này. Cái phần đầu nhông ở đây thì hiện tại nó chỉ như thế này thôi, trục này trục 16, trục này 16. Thì cái này mình về mình làm vào mục đích gì thì mình sẽ mua nhông theo cái mục đích đấy. Thì ở đây nó không trang bị. Đây, đây là phần chai nhớt này, đây là phần châm nhớt này, và đây là cái phần dạng như kiểu ống thông hơi này. Còn các bạn châm nhớt vào đây. Đấy, đây thằng này thì nó là hàng nhập khẩu, rất là chuẩn. Đấy, các bạn xem kênh video của mình nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Cái này nó rất là nhẹ thôi, cái này chỉ khoảng 3 cân thôi, rất là đẹp nhỏ. Đây, kích thước tổng thể này, sang số dễ dàng này, số mo này, số lùi này đấy, số mo này, tiến này, đây có D này, RN này đấy. N là mo này, D là tiến này. Đấy, rất là đẹp.